Thưa các bạn, kỷ niệm một năm chiến tranh Nga-Ukraine, Nga và Ukraine đã có một cuộc đối đầu khốc liệt tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 24 tháng 2 vừa qua. Được biết, cuộc đối đầu Nga-Ukraine đã khai chiến trước khi hội nghị chính thức bắt đầu. Đại diện Nga không hài lòng với việc sắp xếp tuyên bố của đại diện Ukraine trước cho rằng Hoa Kỳ và các đồng minh đã biến hội đồng thành công cụ của riêng mình. Tuy nhiên, điều thú vị nhất là cuộc phản công của Nga sau đó. Phát biểu qua video, Ngoại trưởng Ukraine Kubela nói Cuối cùng, vào ngày bi thảm này, chúng ta im lặng quan sát cuộc sống và số phận bị Nga phá hủy. Tôi khẩn nài mọi người một phút im lặng để tưởng nhớ các nạn nhân của cuộc xâm lược. Sau khi ông Kubela nói xong, đại diện Ukraine liền dẫn đầu đứng lên. Ngay sau đó, một số người nhìn xung quanh cũng đứng lên theo. Đại diện Nga dường như đang cầm bút gõ bàn để phản đối. Cần lưu ý rằng trong suốt quá trình này, đại diện của Trung Quốc ngồi yên mà không đứng dậy. Bên cạnh, đại diện Brazil nhìn đông nhìn tây, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres cũng có vẻ thấp thỏm bất an, đứng ngồi, ngồi lại đứng, không biết làm thế nào cho phải. Sau khi kết thúc một phút im lặng do đại diện Ukraine đề xuất, đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia đã đứng ngay dậy và kêu gọi tất cả mọi người đứng lên im lặng vì tất cả các nạn nhân của cuộc xung đột Ukraine kể từ năm 2014. Ông nhấn mạnh rằng tất cả cuộc sống là quý giá và vô giá. Sau đó, tất cả mọi người ở đây đồng loạt đứng lên. Các nước phương Tây đại diện bởi Hoa Kỳ xem ra vẫn còn trong tình trạng bối rối. Nhưng những lời của đại diện Nga rõ ràng là không thể phản biện và buộc họ phải đứng lên một cách miễn cưỡng. Ngoại trưởng Mỹ Blinken rõ ràng biểu hiện vô cùng không tự nhiên, ngón tay cái trên hai tay đan chéo không ngừng đong đưa. Điều này trái ngược hoàn toàn với thái độ nghiêm túc của các đại biểu xung quanh. Trong cuộc chiến không khói súng này, chúng ta nhìn thấy sự đấu trí và dũng cảm tuyệt vời nhất trong các tình huống ngoại giao. Cuộc phản công của đại diện Nga làm cho mọi người không thể không vỗ tay, hoàn toàn đánh bại Ukraine và phương Tây, hoàn toàn có thể trở thành trường hợp ngoại giao kinh điển không đắc tội với các quốc gia trung lập khác lại có thể làm cho Ukraine và phương Tây Á Khẩu không nói nên lời, ngoan ngoãn đứng lên. Điều đang nói là qua lần này cũng cho mọi người thấy rõ ràng quốc gia nào đứng về phía Ukraine, quốc gia nào kiên định duy trì tính trung lập, quốc gia nào lại lung lay hoặc thấy gió thổi lái đều trong nháy mắt, căn bản không giấu được.